Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái cơ chế của thuốc dạng beta các bạn. Thì người ta nói hợp chất cường giao cảm đó là epinephrine và norepinephrine, hay còn gọi là adrenaline và noradrenaline các bạn. Khi mà cái hợp chất này nó gắn kết lên thụ thể beta 1 thì nó gây ra những cái đáp ứng kích thích, nó làm tăng nhịp tim, tăng tiết renin, làm tăng huyết áp ha. Thì nó tăng tiết renin thì nó sẽ tăng tạo ra cái angiotensin 2 các bạn ha. Thì nó sẽ làm tăng huyết áp. Khi ta cho bệnh nhân uống thuốc dạng beta thì những hợp chất beta blocker này nó có cấu trúc gần giống như các chất cường giao cảm, cho nên nó sẽ cạnh tranh gắn kết trên những receptor beta 1, làm mất đi sự hoạt hóa của các receptor này. Nó làm cho các hợp chất cường giao cảm không gắn kết được với receptor beta 1. Lúc đó sẽ không gây ra những đáp ứng kích thích, nên không có khả năng làm tăng nhịp tim và không tăng tiết renin, và kết quả đạt được là hạ huyết áp và làm giảm nhịp tim nha các bạn. Và khi mà chúng ta sử dụng cái atenolol á, là cái thuốc mà ức chế chọn lọc, tức là nó chỉ chọn lọc trên nó chỉ chọn lọc ức chế beta 1 thôi, tức là ức chế chọn lọc trên beta 1 thì nó ức chế beta, nó có chọn lọc trên thụ thể beta 1 adrenergic hay gọi là catecholamine. Thì lúc này thì nó làm cho các hợp chất cường giao cảm không gắn kết được với receptor beta 1. Lúc đó sẽ không gây ra những đáp ứng kích thích, nên cơ thể không có khả năng làm tăng nhịp tim và không tăng tiết renin, và kết quả đạt được cũng là hạ huyết áp và làm giảm nhịp tim. Còn đối với cái thuốc Ronanolone, tức là đây là một cái loại thuốc nó dạng beta không chọn lọc, chính vì không chọn lọc cho nên nó chế cả trên beta 1 và beta 2 luôn ha. Nó chế cả trên hai thụ thể beta 1 và beta 2 luôn. Khi mà nó ức chế beta 1 thì cũng giống như cái atenolol, thì ức chế beta 1 thì nó làm cho các hợp chất cường giao cảm không gắn kết được với receptor beta 1. Lúc đó sẽ không gây ra những đáp ứng kích thích, nên không có khả năng làm tăng nhịp tim và không tăng tiết renin, và kết quả đạt được là hạ huyết áp và giảm nhịp tim. Do chính vì nó không chọn lọc, nó vô tình nó ức chế cả beta 2, hay ức chế cả thụ thể beta 2. Thì khi mà nó ức chế thụ thể beta 2, nó sẽ gây ra những hậu quả như sau các bạn. Do beta 2 nó có trên cơ trơn phế quản, khi mà bị kích thích beta 2, ví dụ như chúng ta sẽ dùng thuốc giãn phế quản là cái thuốc cường giao cảm beta 2 á, thì nó có tác dụng làm cho phế quản nó giãn ra, bệnh nhân dễ thở hơn. Còn bây giờ do Ronanolone nó ức chế cả thụ thể beta 2 luôn, trên cơ trơn phế quản, làm cho cơ phế quản nó co lại. Do ức chế cho nên nó co lại, nó co thắt, làm bệnh nhân khó thở. Vì vậy mà chúng ta có cái chống chỉ định là sử dụng thuốc này cho bệnh nhân hen suyễn hay COPD. Bởi vì bản thân của bệnh nhân đã hen suyễn rồi, đã COPD rồi, là đã co thắt phế quản, đã gây khó thở rồi, mà chúng ta dùng cái Ronanolone này nữa, này thì nó sẽ làm ta, nó làm cho cái thụ thể beta 2 này nó bị ức chế, thì nó sẽ làm tăng hơn nữa cái tình trạng co thắt phế quản lên, và nó tăng lên tình trạng co thắt phế quản rất nhiều, nó làm cho bệnh nhân sẽ rơi vào cơn khó thở nặng hơn nữa. Thấy các bạn, thôi tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.